Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Lo ngại về sức khỏe của Tổng trọng khi ông liên tục vắng mặt. Ngày 10 tháng 7, BBC tiếng Việt bình luận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng. Theo đó, lần xuất hiện gần nhất của Tổng trọng trước công chúng là buổi tiếp đón Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội vào ngày 20 tháng 6, đến nay đã gần 3 tuần. BBC cho biết sáng ngày 9 tháng 7, ông Trọng không xuất hiện trong cuộc họp của Bộ Chính trị. Ban bí thư về quy định số 144. Trước đó ông cũng vắng mặt ở hội nghị quân ủy trung ương ngày 8 tháng 7 và hội nghị đảng ủy công an trung ương ngày 4 tháng 7. Theo BBC, tại hội nghị quân ủy trung ương có sự tham dự của nhiều ủy viên bộ chính trị chủ chốt và cả những ủy viên không thuộc quân ủy trung ương, nhưng nhân vật quan trọng nhất, bí thư quân ủy trung ương là ông Nguyễn Phú Trọng lại vắng mặt. Và đây là hình bài trên BBC. Tại hội nghị đảng ủy công an trung ương ngày 4 tháng 7, ông Trọng là thành viên của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương nhưng cũng không đến dự. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết, theo báo chí nhà nước, ông đã gửi phát biểu chỉ đạo đến cả hai hội nghị này. Điều này dấy lên những lo ngại về sức khỏe của người đứng đầu đảng. BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương cho rằng hiện chỉ còn hai người đủ tiêu chuẩn trên giấy tờ để kế nhiệm ông Trọng là ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Điều này nâng cao khả năng ông Trọng giữ ghế làm tiếp một nhiệm kỳ thứ tư vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng nếu sức khỏe ông Trọng không đảm bảo, thì chuyện kế vị ông Trọng sẽ được xem là nhiệm vụ trọng tâm của đảng. BBC đài cập việc ông Trọng đã vắng bóng trong hai tuần liền và bỏ lỡ một số sự kiện ngoại giao quan trọng vào đầu năm nay. Thời điểm đó đã nảy sinh đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông. Tới ngày 15 tháng 1, ông Trọng xuất hiện trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa 15. Một số video quay cận cảnh cho thấy vị tổng bí thư đi lại khó khăn. Sau cuộc họp tiểu ban nhân sự đại hội 14 vào ngày 13 tháng 3, ông Trọng tiếp tục vắng mặt nhiều ngày, hồi tháng 4 và 5, kể cả trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Và đây là hình tổng trọng với khuôn mặt phù thủng xuất hiện tại buổi hội đàm với Putin. Vẫn theo BBC, trong tháng 6, ông xuất hiện tại hai sự kiện: cuộc họp lãnh đạo chủ chốt vào chiều ngày 12 tháng 6 và đón tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20 tháng 6 rồi sau đó vắng mặt. Sức khỏe của ông trọng đã nhiều lần trở thành tâm điểm của dư luận. BBC nhắc lại, việc tổng trọng bị đột quỵ trong chuyến công tác tại Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Tuy nhiên, 10 ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới lên tiếng cường độ làm việc cao đã ảnh hưởng tới sức khỏe của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Về phần mình, có đôi lần Tổng Trọng nói ông không khỏe lắm. BBC cho hay, chuyện Việt Nam không công bố tình trạng sức khỏe của ông Trọng là theo luật bảo vệ bí mật nhà nước. Điều đáng chú ý là, thông tin về sức khỏe lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam không nằm trong một mục bí mật nhà nước riêng, mà được xếp chung với vi sinh vật và dược liệu quý hiếm. Như vậy, BBC nhận định nếu đúng vì lý do sức khỏe mà ông Trọng không thể tham dự các sự kiện quan trọng gần đây thì cách báo chí đưa tin chung chung, không rõ ràng, có thể là đang chấp hành bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, trong nền chính trị Việt Nam, dù có luật trên hay không, thường là bộ máy chỉ tiết lộ thông tin về sức khỏe lãnh đạo sau một thời gian dài khi công chúng cơ bản đã biết qua các kênh không chính thức. Chẳng hạn, BBC cũng nhắc lại, chỉ sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9 năm 2018 giới chức y tế mới cho biết ông từng sang Nhật Bản để điều trị. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin lo ngại về sức khỏe của tổng trọng khi ông liên tục vắng mặt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hội nghị Trung ương 10 của Đảng sẽ bàn nhân sự cho Đại hội 14. Ngày 9 tháng 7, BBC tiếng Việt bình luận, Hội nghị Trung ương Đảng 10 bàn về nhân sự Đại hội 14 có gì chú ý. Theo đó, Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 dự kiến diễn ra vào tháng 10, sẽ bàn phương hướng công tác nhân sự cho Đại hội 14. BBC nhắc lại việc ông Trọng luôn nhấn mạnh, công tác nhân sự được coi là nhiệm vụ then chốt của than chốt và liên quan đến vận mệnh của đảng và tiền đồ phát triển của đất nước. Thế nhưng, BBC đề cập đến việc Bộ Chính trị khóa 13, nhóm những nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống đảng, đến nay đã có tới 7 người xin thôi vì mất điểm. Điều này đã đặt ra những nghi vấn về công tác nhân sự do vị Tổng Bí Thư dẫn dắt. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn bình luận của giáo sư Khateyer, việc mất 7 ủy viên Bộ Chính trị là dấu hiệu cho thấy ưu tiên xây dựng đảng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sụt giảm bởi chiến dịch chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực trong đảng. Ba nhiệm kỳ Tổng bí thư của ông, quá trình lựa chọn nhằm xác định và chọn lọc các lãnh đạo hồng chuyên và sạch đã thất bại. Việt Nam đang đối mặt với một hoàn cảnh chưa từng có. Hiện chỉ còn hai ủy viên Bộ Chính trị có thể làm trọn một nhiệm kỳ 5 năm và đủ điều kiện về tuổi để tái ứng cử, tức dưới 65 tuổi, tức là tuổi nghỉ hưu bắt buộc khi đại hội 14 diễn ra. Đó là Trần Thanh Mẫn và Trần Cảm Tú. Với tình hình nhân sự hiện tại, giáo sư Thay Giờ đánh giá rằng việc chuyển giao quyền lực đã trở nên cứng ngắc ngay cả trong thời điểm tốt nhất. Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương sẽ phải đề xuất nhiều trường hợp ngoại lệ hơn về độ tuổi hoặc thay đổi các quy tắc, quy định để kéo dài tuổi nghỉ hưu hơn thì mới có thể lấp đầy tất cả các ghế trong một bộ chính trị mới. BBC cho biết theo điều lệ Đảng, số lượng ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư là do ban chấp hành trung ương mỗi khóa quyết định. Do đó chưa rõ bộ chính trị khóa 14 sẽ có quy mô như thế nào. Tuy nhiên, giáo sư thay giờ dự đoán rằng có vẻ bộ chính trị sẽ có số lượng lớn, những gương mặt mới hoàn toàn so với thông thường, chưa kể đến khả năng sẽ có một tổng bí thư mới. Và đây là hình 7, ủy viên bộ chính trị khóa 13 đã tự nguyện xin thôi các chức vụ để nghỉ hưu. BBC cũng cho biết Cuộc họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự đại hội 14 là vào tháng 3 năm 2024 do tổng trọng người đứng đầu tiểu ban chủ trì. Ông Trọng cho biết rằng các kỳ đại hội đảng thường có nhiều nội dung nhưng có hai vấn đề quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự và ông là người đứng đầu cả hai tiểu ban này cho đại hội đảng 14. BBC dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết ông Trọng có thể giới thiệu nhân sự tổng bí thư, nhân sự bộ chính trị, ban bí thư và các ủy viên khác của tiểu bang cũng có quyền giới thiệu, lựa chọn và tất cả cùng đánh giá. Cuối cùng, tiểu ban nhân sự sẽ lên một danh sách nhân sự gồm các ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, ủy viên trung ương và các chức danh chủ chốt của đảng và nhà nước cho khóa 14. Quyết định về nhân sự là quyết định tập thể. BBC dẫn nhận định của một nhà quan sát khác cho rằng tiểu ban nhân sự là cửa soát vé quan trọng nhất của Trung ương về vấn đề nhân sự trước mỗi kỳ đại hội. BBC lưu ý Tổng Trọng cũng là người cầm trịch tiểu ban nhân sự của đại hội 12, 13. Thực tế khóa 12 và 13 có tổng cộng tới 10 ủy viên bộ chính trị bị xử lý, nhiều ủy viên trung ương đảng phải đi tù. BBC cũng dẫn chỉ đạo của ông Trọng gửi tới hội nghị đảng ủy công an trung ương vào ngày 4 tháng 7, gợi ý rằng chiến dịch chống tham nhũng sẽ tiếp diễn với mức độ quyết liệt không giảm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hội nghị Trung ương 10 của đảng sẽ bàn nhân sự cho đại hội 14. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.